tục chương trình. Khúc How Can I Tell và Hurting Each Other. Trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều qua diễn ra lễ trao tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giải thưởng Lenin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga bằng hình thức trực tuyến. Cùng dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và các cơ quan tổ chức liên quan của Việt Nam. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và lãnh đạo các cơ quan hợp tác về quốc phòng, văn hóa, khoa học của Liên bang Nga tại Việt Nam. Giải thưởng Lenin là phần thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Dự và phát biểu tại hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong toàn diện hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành ngoại giao cần đổi mới tư duy vì lợi ích quốc gia là tối thượng, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là bất biến, nhưng cũng đề cao chủ nghĩa đa phương với phương châm cương quyết, kiên định, mềm mại và linh hoạt hiệu quả. Phải bồi dưỡng cán bộ ngoại giao có cốt cách, nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học văn hóa. Đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, hòa bình, đoàn kết, nhân ái, tin cậy thủy chung. Linh hoạt sáng tạo nhưng quật cường kiên quyết. Thủ tướng cũng đưa ra những định hướng cơ bản trong ba trụ cột ngoại giao là chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong đó, riêng với ngoại giao văn hóa, Thủ tướng nhấn mạnh. Ngoại giao văn hóa thì phải triển khai những cái mục tiêu, quan điểm, cái nhiệm vụ giải pháp mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nói về văn hóa. Và nhất là cái hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11 vừa qua là chúng ta phải xem văn hóa ngang tầm với chính trị, với kinh tế và xã hội. Chúng ta phải đầu tư cả về lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cả về cơ sở vật chất, đầu tư cả. Và trong đó cái hoạt động ngoại giao của chúng ta phải đầu tư vào đây. Và nói rõ cho bạn bè quốc tế biết là chúng ta đã đặt ngang hàng cái văn hóa này với tất cả các cái lĩnh vực quan trọng khác. Và để cho họ ủng hộ, nên là chúng ta phải thúc đẩy công nhận các cái di sản vật thể, vi vật thể. Và cái văn hóa phải gắn với du lịch. Ta xác định kinh tế du lịch là mũi nhọn, không có văn hóa thì không thúc đẩy được. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Ambala và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Tối qua, Chủ tịch Quốc hội thăm cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, gặp cộng đồng người Việt tại Ấn Độ. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Khát vọng công hiến, lẽ sống thanh niên. Đây là hoạt động mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên thanh niên Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Chương trình nhằm khẳng định lẽ sống khát vọng của thanh niên Việt Nam và xác định giải pháp để hiện thực hóa lẽ sống khát vọng thông qua trao dồi đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chương trình cũng góp phần tạo động lực thúc đẩy các bạn trẻ tự rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trở thành người có ích cho xã hội, nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức họp báo về tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, dịp này, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động như cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình, thực hiện đề án xây dựng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lục Thủy, huyện Lệ Thủy. Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Quảng Bình
cùng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trưng bày các bài viết đạt giải của cuộc thi, khánh thành khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thân Trạch, huyện Bố Trạch, trưng bày và triển lãm sách, báo, ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp của Đại tướng. Ông Hồ Anh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết: các hoạt động tạo ra một cái khí thế, cái phong trào thi đua để học tập tấm gương của Đại tướng, làm sống dậy hình ảnh của Đại tướng, một con người mà cả thế giới trong nước ngưỡng mộ, và từ đó để tạo nên một cái động lực để vươn lên, để khắc phục khó khăn, để khơi dậy cái niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, đi theo con đường mà của Đảng, Bác Hồ, Đại tướng kính mến đã lập ra. Chương trình lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức ngày 22 tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình. Đây là chương trình quy mô cấp quốc gia, được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng VTV1, VOV1, truyền hình quốc phòng, truyền hình nhân dân, truyền hình công an nhân dân và đài phát thanh và truyền hình một số tỉnh, thành phố. Trong trận đấu thứ 3 vòng bảng giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2020, tối qua đội tuyển bóng đá Việt Nam có trận hòa không đều với đội tuyển Indonesia. Sau kết quả này, vị trí bảng xếp hạng vẫn không thay đổi. Indonesia vẫn đang dẫn đầu, tiếp đến là Việt Nam cùng với điểm số nhưng kém nhiều số bàn thắng. Chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho biết, đa số chính phủ của 90 quốc gia tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 không chọn cách tẩy chay ngoại giao Thế vận hội như một số nước phương Tây. Mỹ, Anh và Australia là những quốc gia gần đây tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 với lý do vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, một lập trường mà Trung Quốc bác bỏ và coi đó là động cơ chính trị. Trong bối cảnh châu Âu đang phải đương đầu với làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19 trong mùa đông và biến thể Omicron đang hoành hành, Italia và Ba Lan đã siết chặt các biện pháp phòng dịch. Theo một sắc lệnh được Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza ký ban hành, tất cả du khách đến từ các nước khác trong Liên minh châu Âu bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính khi khởi hành. Đối với người chưa tiêm phòng, bên cạnh xét nghiệm âm tính vẫn cần cách ly 5 ngày. Người nhập cảnh từ các nước ngoài EU và chưa tiêm phòng cũng phải cách ly, và những người đã tiêm thì cần trình xét nghiệm âm tính. Các biện pháp mới này sẽ có hiệu lực từ ngày mai 16 tháng 12. Trong khi đó, Ba Lan cũng ra quy định phòng dịch mới. Theo đó, giới hạn số người được phép vào các nhà hàng, khách sạn và rạp hát. Cũng theo quy định mới, người nhập cảnh Ba Lan từ ngoài khu vực miễn thị thực sẽ phải xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ trước khi nhập cảnh. Các trường học sẽ chuyển sang chế độ giảng dạy học tập từ xa trong vài ngày trước và sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu lượng vaccine COVID-19 dư thừa vì những rào cản hậu cần khiến cho việc sử dụng vaccine ở nhiều quốc gia bị trì hoãn. Viện Huyết thanh Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới vừa công bố kế hoạch tạm thời giảm một nửa sản lượng vaccine nhãn hiệu Covishia, loại sản xuất theo công nghệ của hãng AstraZeneca cho đến khi có thêm đơn đặt hàng. Lý do Viện Huyết thanh Ấn Độ giảm sản lượng là vì lượng vaccine COVID-19 trên toàn cầu hiện nay đã đủ để sử dụng cho gần 3,6 tỷ người chưa được tiêm. Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng vaccine trong nội địa của Ấn Độ trong tháng trước chỉ khoảng 252 triệu liều, trong khi năng lực sản xuất trong nước lên tới 345 triệu liều một tháng. Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm 16 tháng 12 năm 2021. Trước tiên là tin gió mùa đông bắc. Bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Gần sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh này, nên gần sáng và ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, gần sáng ngày mai đến ngày 18 tháng 12, có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm mai, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến là từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến là từ 15 đến 18 độ. Bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế,
nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, cao nhất 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ gần sáng mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đại hội đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động hai cuộc thi gồm cuộc thi trắc nghiệm Đảng trong cuộc sống của tôi và cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cả hai cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, các phóng viên, biên tập viên.
đưa được em vào chưa? Em vào viện rồi ạ. Bây giờ là Vinh đang đợi, Vinh cũng ở dưới để đợi cùng em thôi ạ. Chỉ có mình Bông là vào được, con với cả bác Khanh đang quay về nhà. Thế à, bố đang ở cổng bệnh viện rồi đấy. Bố ở cổng rồi ạ. Thế có Vinh là, Vinh chắc cũng đang ở cổng thôi mà. Em Bông vừa làm test nhanh cho Vinh cho Bông ạ. Ok, bố đang ở cổng bệnh viện đấy rồi. Thế ạ, con thì vừa rồi đi thôi. Thế, nếu mà bố không thấy Bông ở đấy thì chắc là Bông được đưa vào trong rồi. Ok, để bố xem nào. Dạ, vâng ạ. Tránh nhé. Vâng ạ. Có tin nhắn rồi đấy, để bố xem. Vâng, vâng. Test chưa? Con chưa, con phải chờ bao giờ Bông nhập viện xong thì con mới test. Thế bố cứ ở đây bố chờ. Thôi, bố cứ đi về đi. Sau khi nào có gì thì con nhắn tin con gọi. Thế là rồi. Có các thứ đầy đủ chưa? Có đầy đủ chưa? Có gì nhắn ngay nhá.
Thank you.
cũng như những nỗ lực không ngừng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga. Đồng chí Leonid Khlachnikov, Phó Chủ tịch Đảng, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, liên kết Á Âu và kiều bào của Duma Quốc gia Nga, đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Vũ Trọng giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Vũ Trọng nói: "Chúng tôi luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của chúng tôi. Và đây chính là nguyên nhân, đây là ngọn cờ tư tưởng giúp chúng tôi, nhân dân Việt Nam giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đây các nội dịp là các đồng chí nhắc nhở chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố tăng cường hơn nữa cái mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp truyền thống suốt bao nhiêu năm qua giữa nhân dân hai nước chúng ta. Và chúng tôi hứa với các đồng chí là sẽ tiếp tục làm hết sức mình để củng cố cái quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em, đồng chí giữa nhân dân Liên bang Nga và nhân dân Việt Nam." Bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, gặp cộng đồng người Việt tại đây. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ấn Độ ngày càng có tiếng nói quan trọng trong khu vực và thế giới. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các trụ cột, đạt hiệu quả và độ tin cậy cao. Hai nước đã chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022 và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm này sẽ tạo ra làn sóng mới về đầu tư nước ngoài của Ấn Độ đối với Việt Nam, nhất là những ngành mà bạn có thế mạnh như công nghệ cao, công nghệ thông tin, hợp tác về lực lượng khai thác dầu khí và đặc biệt là trụ cột quan trọng quốc phòng an ninh. Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là không thể tách rời, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong đại dịch COVID-19, Đảng và Nhà nước đã có hết sức quan tâm chăm lo, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, trong đó đã tổ chức gần 200 chuyến bay, đưa hơn 53.000 công dân mắc kẹt, những người có hoàn cảnh khó khăn từ hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sứ quán, các cơ quan lãnh sự, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài Ấn Độ quan tâm hơn nữa trong việc bảo hộ công dân, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời chú trọng việc dạy học tiếng Việt cho con em người Việt Nam ở Ấn Độ. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên. Đây là sự kiện mở đầu của đợt sinh hoạt chính trị được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động rộng khắp trong đoàn viên thanh niên cả nước. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng dự chương trình. Tin của phóng viên Phương Thoa. Vọng cống hiến lẽ sống thanh niên là chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục ca múa nhạc và kịch kết hợp với trình diễn công nghệ hiện đại, mang lý tưởng lẽ sống khát vọng của thanh niên Việt Nam nhiều thế hệ, đặc biệt là lực lượng thanh niên hiện nay. Tại chương trình, đại biểu được giao lưu với các nhà báo lão thành và các nhà báo trẻ, lắng nghe phương châm sống và sự cống hiến cho Tổ quốc của những thanh niên Việt Nam tiêu biểu, tiến sĩ Nguyễn Khánh Linh, du học sinh tại Pháp và Nguyễn Hoài Thu ở Liên bang Nga chia sẻ. Lẽ sống của tôi đấy là góp phần sinh mệnh vào cho sự phát triển của học Việt Nam, dù ở đâu đi nữa thì cũng hưởng về Tổ quốc. Tôi có ý tưởng là thành lập nhóm tình nguyện vòng tay Việt Nam, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại Liên bang Nga, và cùng gắn kết lại các bạn sinh viên sang đây du học, xa nhà ở cùng nhau làm nên những điều ý nghĩa. Phát biểu tại chương trình, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng trong mỗi bạn trẻ đều có mong muốn mạnh mẽ, hướng về lẽ sống cao đẹp, mang hết sức mình góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế tổ chức hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế năm 2021. Phóng viên Minh Long thông tin. Năm 2021, ngành nông nghiệp Việt Nam phải chịu tác động nặng nề từ thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép do chính phủ đề ra, vừa tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế. Vì vậy, Hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế 2021 là sự kiện quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong phát triển ngành giai đoạn tới, kêu gọi cộng đồng đối tác quốc tế cam kết cùng chung tay góp sức huy động nguồn lực hỗ trợ cho các giải pháp ứng phó
với đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Với chủ đề đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới, hội nghị sẽ tham vấn về dự thảo chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững giai đoạn 2021-2030. Một sự kiện đáng chú ý đó là sáng nay sẽ diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh thành phố là Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hải Dương. Tin của phóng viên Hà Nam. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh thành phố nhằm kết nối thị trường lao động các địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động phục hồi sản xuất dịp cuối năm và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trước dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để người lao động bị nghỉ việc, mất việc làm, phải thay đổi công việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhanh chóng tìm được việc làm. Dự kiến có 70 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố và các địa phương lân cận tham gia tuyển dụng hàng nghìn chỉ tiêu việc làm và tuyển sinh học nghề. Thưa quý vị, chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2020. Thế nhưng nhiều người trồng mai ở Bình Định thì đang như ngồi trên đống lửa vì vắng bóng thương lái đến đặt mua cây mai. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 lại diễn biến phức tạp và mưa bão thì vẫn có thể tiếp diễn, khiến cho người trồng mai thêm lo lắng. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh. Hàng năm, từ tháng 11 âm lịch, không khí tại các làng mai ở thị xã An Nhơn đã nhộn nhịp. Trong khi người trồng mai tất bật chăm sóc, tạo dáng thế, thì cũng là thời điểm thương lái khắp nơi đổ về các làng mai, dạo xem rồi đặt cọc tiền trước. Thế nhưng, năm nay người trồng mai như ngồi trên đống lửa vì dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp. Những ngày qua, mặc dù chưa ngắt lá mai, nhưng nhiều người trồng mai ở thị xã An Nhơn đã đưa chậu mai lên dọc quốc lộ 1A để bày bán. Trước dự báo bão số 9 diễn biến phức tạp, nhiều người lo lắng cây mai sẽ không kịp nở vào dịp Tết sắp tới. Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, để bán được cây mai thương phẩm, Ủy ban cũng đã chỉ đạo cho phòng kinh tế, phối hợp với các địa phương hướng dẫn tạo điều kiện cho bà con nhân dân là những cái vị trí tập trung tập kết bán trong dịp Tết này. Còn đối với cây mai mà bị ngập úng vừa rồi là cái độ tuổi của năm thứ 2, thứ 3 thì hướng dẫn bà con cái cách chăm sóc. Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định là thủ phủ mai vàng ở miền Trung với khoảng 15.000 hộ dân trồng và luôn duy trì từ 7 đến 10 triệu cây mai các loại. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, ngành nông nghiệp đang phối hợp với thị xã An Nhơn để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Trước mắt, thống kê toàn bộ số chậu mai sẽ bán vào dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 để tìm cách hỗ trợ người dân tiêu thụ. Về lâu dài, ngành nông nghiệp sẽ quy hoạch lại khu vực trồng mai tập trung, tránh tình trạng ngập úng và nông dân phải chạy khắp nơi tìm đầu ra cho cây mai. Thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho An Nhơn xây dựng được cái chuỗi. Muốn xây dựng được cái chuỗi thì trước hết là chúng ta phải hình thành nên các cái hợp tác xã. Thì sao?